Tôi chết rồi. Tôi xin lỗi, tôi không cố tình. Áo ướt hết rồi. Chờ một tí, mình có thể sửa mà. Ấm thế. Ôi, nóng. Em mà. Xin lỗi, tôi thật sự là không muốn. Tốt nhất là tôi đi đây. Tôi chỉ muốn giúp cậu làm khô áo thôi mà. Thật là không may mắn. Ngon quá. Nhìn hấp dẫn đấy, mình cũng muốn thử. Tuyệt vời. Chưa bao giờ ai ăn như thế này. Món khoái khẩu của tớ đấy. Hôm nay mình sẽ có bài kiểm tra. Quân năm nào rồi? Để mình xem nào. Suzy, cô theo dõi em đấy, đừng nhìn vào sách. Chết rồi. À, nhưng mà vẫn còn cách mà. Ôi, sao ở đây lạnh thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không hiểu, tại sao lại lạnh như thế này? Thế thôi. Và đây là những câu trả lời đúng. Ôi ôi, tôi suýt bị đóng băng. Xong. Xem nào, không có gì kỳ lạ, em làm giỏi lắm. Cảm ơn cô. Ôi, ôi, Suzy. Em à, đau quá. Thật là kinh khủng. Tớ cần cái gì đấy lạnh lạnh. Nhớ ra rồi. Cho tớ được không? Đây, làm ấm một tí. Wow. Ừ, và bữa trưa đã xong. Ngon và nóng hổi. Wow, thật là tuyệt. Bạn là không cần. Một thủ thuật khác của cậu sao? Ừ, tớ có nhiều thứ mà. Xong rồi, bây giờ là được rồi. Em à, cậu phải chăm chú một chút đi. Ôi không. Ôi. Đấy. Như thế này này. Được rồi. Tưởng như nó đang hạ nhiệt. Để tôi kiểm tra. Ôi, cái gì thế này? Làm sao thế này? Ha ha, bị dính chặt rồi sao Suzy? Cứ chờ đấy, nó sẽ tan mà. Ây, đau quá. Đau quá ngón tay của tôi. Em à, cậu bị đứt tay sao? Ừ, nhìn thấy không? Để tớ giúp cho. Oh wow, bây giờ đỡ đau hơn hẳn rồi đấy. Như thế này đấy. Cảm ơn cậu. Ôi, ngón tay tớ bị đóng băng rồi. Tớ không cảm thấy gì cả. Ups, chắc là mình làm quá rồi. Bây giờ phải làm gì giờ? Tại sao cậu lấy đi đó? Không, quay lại đi. Ôi, à, bỏng rồi. Tôi đau quá. Ôi xin lỗi, tớ không nhìn thấy. Đây, Andy. Cầm lấy đi. Găng tay sao? Bây giờ có thể xem phim và không sợ cậu sẽ bị làm sao. Đừng mở cửa. Anh ta đang trong đấy. Thời gian để nghỉ ngơi. Ngon quá. Đúng rồi. Suzy, trong tay nào? Cái này.
Ơi, tan rồi. Ôi, kinh khủng. Một lần nữa lại bị đánh bại bởi sức nóng của chính mình. Tớ chán quá. Tết, cậu nghe thấy không? Tết, Tết, này Tết. Video này buồn cười thế. Thì chơi đi. Cậu chả để ý đến tớ gì cả. Tết. Thật là mình có ý tưởng. Không, ý tưởng này không hay. Cái gì? Chờ một chút. Này, cầm lấy đi. Ôi, ôi, ôi. Ôi, ít nhất quả bóng còn ấm. Hân hô, đi thôi. Chỗ này thật là tuyệt. Ừ, tớ cũng thích. Sushi cho các bạn. Ôi không, tớ không cần đũa. Tớ cũng thế. Được rồi. Cái này của mình. Cái này cũng mình. Ấm quá. Mát quá. Không có gì ngon hơn kem. Mình ghét bị ốm. Muốn không em à? Không, chỉ đồ ấm thôi. Mình có ý tưởng. Nghĩ ra rồi. Ui trời ơi. Cốc tai sữa. Uống kem ấm này sẽ làm dịu cơn đau họng của mình. Chúc mừng sinh nhật. Oh wow, bánh gato. Mình cảm động quá. Chúc mừng cậu. Chờ tí, hãy ước trước. Tết nói đúng đấy. Ok, được rồi. Yay. Oops. Cái gì thế? Thôi cùng nhau đi. Ừ. Xong. Chiếc bánh hoàn hảo. Yeah. Chúc mừng sinh nhật. Mọi thứ trở nên thật là tuyệt. Hay quá. Kem này ngon đấy. Đúng. Không thể kìm lại được. Muốn thử. Mình không thấy kem ngon một chút nào. Nhưng không có gì ngon hơn món ớt. Mình nghĩ vẫn thiếu cay thì phải. Có thể cho thêm một ít hạt tiêu. Ôi, xin lỗi. Các bạn hãy cố gắng cẩn thận lần sau nhé, được không? Cuối cùng cũng được đi xem phim. Không được mang đồ ăn vào. Đồ đây. Thật không? Nhận lấy. Ôi, tay của tớ đang cháy. Cái gì thế này? Ai đó giúp tớ với. Giỏi lắm Giác. Các cậu làm gì thế này? Ướt hết nền rồi. Tớ nghĩ cậu phải giải nhiệt một chút thôi. Con đường đã mở, vào trong thôi. Ha 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 ha
Anh quá. Ôi chết mất. Em à, ăn bỏng ngô đi. Ôi, răng của mình. Có vẻ như đồ ăn của chúng ta đã bị đóng băng rồi. Ôi, tớ lâu lắm không ăn bỏng ngô. Một hương vị kỳ lạ. Ôi, nó giống kiểu củi than hơn. Có gì đó không ổn ở đây. Ôi không, chúng ta làm cháy rồi. Và tay của mình cũng bẩn rồi. Rất may mình biết lau ở đâu. Cậu làm gì đấy Wendy? Như thế không được đâu. Tớ sẽ không để nó trượt. Emma, tự trang bị bỏng ngô. Muốn chiến tranh sao? Này, nhận lấy đi. Jack và Wendy hoàn toàn phá hỏng bộ phim vào ngày của tớ. Andy và Emma đóng băng tớ. Emma, đây là cho cậu. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Đã đến lúc sự ngạc nhiên của chúng mình rồi. Trang trí bánh gato thôi nào. Mình biết cậu muốn làm gì rồi. À hả? Càng nhiều càng tốt. Cậu nghĩ vậy sẽ tốt hơn không? Đốt lên nào. Nhìn đẹp quá. Đi chúc mừng thôi. Emma, xin chào. Oh wow, đây là bánh cho tớ sao? Tớ muốn thổi tắt những ngọn nến của mình và thực hiện một điều ước. Tại sao không được? Mình sẽ thử lại một lần nữa. Cái quái gì này, Andy giúp em với. Được rồi, cùng nhau. Ôi, các cậu làm đóng băng chúng mình mất. Oops, các cậu bị làm sao đó? Ôi, ở đây ngột ngạt quá. Tớ sẽ phải thắp cây nến này. Nó sẽ giúp được mọi thứ. Cậu làm gì vậy? Như thế chúng mình sẽ rét mất. Tớ không nghĩ thế đâu. Các cô gái lại có chuyện kìa. Hay là để tớ bỏ cái này ra. Đừng buồn, tớ có đồ hay hơn cho em này. Wow, đẹp thế. Đó là một tinh thể ngọn lửa thực sự. Trời ơi. Andy, anh có thấy Jack đã tặng gì cho cậu ấy không? Ôi, thực sự anh cũng quên. Đây là món quà cho em. Viên pha lê băng. Wow! Ôi trời ơi, thật không thể tin được. Andy tốt nhất. Nhưng của tớ vẫn tốt hơn. Cậu mơ đi. Tớ đói quá. Ồ, pizza. Bỏ tay ra, miếng này của tớ. Nếu cậu không buông, tớ sẽ đóng băng tất cả đồ trang sức của cậu. Trời ơi, cậu làm gì vậy? Đấy là chiếc vòng cổ yêu thích nhất của tớ. Ôi, và hoa tai cũng thành khối băng. Tớ đã cảnh cáo cậu rồi mà. Tớ sẽ không thả cậu lần này đâu. May mà mình đã lấy một coca thật là to. Emma, em đang bốc cháy kìa. Anh làm gì vậy Andy? Tại sao? Xin lỗi, anh không có cách nào khác. Em hiểu rồi, cảm ơn. Cuối cùng mình cũng có một chút thời gian để thư giãn. Thiếu một cái gì đó. Đúng rồi, cần đá. Ôi, một mùa đông ngâm mình như thế này thực sự làm sảng khoái tinh thần và thể chất. Hả? Ôi, sao lại nóng thế này? Lại là cậu Wendy. Xin lỗi, nhưng tớ cần nước nóng để nấu hết chỗ ramen của mình.
ơi, từ từ. Trời ơi, tắm trong đống mì thật là kinh khủng. Tôi nghĩ là khá ngon. Bây giờ sẽ đổ thêm rất nhiều ketchup. Bây giờ nhiều hơn. Tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại phải đổ lên đầu tớ. Cả hai cậu phải hiểu rằng chúng tớ tốt hơn. Hãy giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi. Chúng tớ sẵn sàng thách thức. Bắt đầu nào. Jack, lấy coca đi. 100% chúng tớ sẽ thắng. Emma, đưa nhiều hơn đây. Mọi thứ đều ổn, chúng mình sẽ cho họ thấy. Mơ đi, chúng tớ sắp xong rồi. Chỉ cần vài lon để đi. Wendy, lấy nhanh những cái cuối cùng đi. Ôi không, của bọn họ cao hơn. Đã đến lúc tấn công. Bạn đang gian lận. Nhận lấy đi. Những lon coca đó sẽ đông lạnh tại chỗ. Như này tốt hơn đấy. Andy, giữ lấy găng tay đi. Chúng mình sẽ không bị nóng nữa. Wendy, họ thông minh hơn. Nhưng chúng mình không thể bỏ cuộc được. Ôi, cola bị kẹt trong băng rồi. Tớ không thể cậy nó ra. Trời ơi, cậu làm gì vậy? Xin lỗi, cậu ấy thực sự vụng về. Và đấy là xong rồi. Biết không, mình thích là chúng mình đang ở đây. Ôi không, tôi rút lại lời. Cây xương rồng này vừa làm thay đổi mọi thứ. Tốt nhất là đừng động vào. Bây giờ tớ sẽ làm cho nó an toàn hơn. Bắt đầu nào. Này, nhìn ném đi đâu đi. Ôi, đau quá. Xong. Bây giờ cây xương rồng này sẽ không đáng sợ để thử. Eo ơi, kinh quá. Cái gì thế này? Tại sao nó lại khổng lồ thế này? Và tất cả đều là của cậu. Thật là đáng sợ. Này, đừng làm thế. Tại sao cậu lại làm như vậy? Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Bây giờ người tớ đầy kim. Wow. Ôi, kẹo cao su yêu thích của tớ. Wow, với phần nhân, thật là tuyệt. Phải thử nó ngay bây giờ thôi. Nhìn tớ biết làm gì nè Jack. Không tệ. Không biết cậu có thể thổi bong bóng không? Cùng với kẹo cao su bất ngờ. Tớ sẽ để nó ở đây. Ngon quá, cho tớ nữa đi. Ôi, cái gì thế này? Ôi, răng của tớ. Ôi, được rồi. Wow, được đấy. Đừng động vào, đây là của tớ. Đối kỷ. Thực sự không chắc chắn làm thế nào để ăn hết được cái này. Thôi, được rồi, bắt đầu thôi. Tớ ghen tị quá. Ôi, trời, không thể ăn được ngay cả miếng cuối cùng. Giúp tớ với, tớ bị kẹt rồi. Trời ơi, kinh quá. Nào, kéo mạnh hơn đi. Tớ đang cố. Một gói lớn Mentos, thật là may mắn. Oh no. Con của mình đâu rồi? Hả? Thế thôi sao? Oh, no. Nhỏ thế này. No. Thôi, phải ăn những cái gì mình được thôi.
Có lẽ mình cũng sẽ phải bắt đầu thôi. Mở ra nào. Thật là nhiều đồ. Wow. Jack, đừng có nhìn vào đây. Bây giờ tớ sẽ đặt mọi thứ lại với nhau. Xong rồi. Bây giờ thì cho thêm một ít dưa hấu và coca. Jack, cái này cho bạn. Trong khi chờ đợi, tớ sẽ chuẩn bị cho vụ nổ. Ôi, làm sao thế này? Trời ơi, nhìn này, xem có bao nhiêu bọt đấy. Cậu không thích sao? Ôi, Kit Kat, đúng là những gì mình đang muốn. Còn của tớ đâu? Còn kính lúp không nhìn thấy được. Cho tớ một nửa đi. Nhìn cậu đấy. Cậu thật là đáng yêu Jack, tớ không thể từ chối được. Bây giờ, cho cậu một nửa này. Cảm ơn Kate. Kẹo này ngon đúng không? Cậu nói đúng. Wow, đây là cho tớ sao? Thật là tuyệt. Wow. Thật là tuyệt. Jack, cậu sẽ chia sẻ với tớ chứ? Tất nhiên là không. Tất cả sô-cô-la này là của tớ. Cậu biết thế, chờ đấy. Này, nhận lấy đi. Cậu làm gì vậy? Cậu phá hỏng nó rồi. Đáng ra cậu phải chia sẻ với tớ luôn. Cậu làm hỏng mọi thứ rồi. Ôi, ngon quá. Sữa và bánh gừng. Thật là tuyệt. Nó có mùi thơm quá. Ăn nó luôn đi. Nó tan trong miệng luôn. Món này làm tôi nhớ đến Giáng sinh. Đây là bánh gừng của tớ đây. Chào cậu đẹp trai. Sữa này sẽ đủ để ăn cùng với bánh quy to như thế này. Ôi, bánh không vào vỏ cốc. Biết làm gì rồi. Đến giờ tắm rồi. Không. Quá muộn rồi Jack. Xin lỗi. Nhầm chỗ, nhầm thời điểm. Và điều này không làm cho tớ cảm thấy tốt hơn. Còn bây giờ thì mình có thể ăn được rồi. Bánh thật là ngon. Skittles rơi thẳng từ trên trời xuống. Wow. Tớ phải thử chúng nó ngay bây giờ. Tớ rất thích kẹo này. Chúng thật là màu mè. Bây giờ đến lượt tớ. Tránh ra nào Jack. Hãy nhìn vào gói to này đi. Tớ sẽ cầm một cái thang để đi thử kẹo. Wow, tớ vào trong rồi. Nó giống như một bể bơi khổng lồ vậy. Bây giờ tớ sẽ cùng nhảy vào. Cẩn thận. Wow, ở đây thật là tuyệt vời. Đừng nói với tớ đây là phần của tớ. Tớ muốn pizza to hơn cơ. Ăn miếng nhỏ không thể nào mà no được. Xin lỗi, nhưng mà không có gì. Thôi được rồi, của tớ còn có miếng to hơn. Ôi, mình biết ngay mà. Thật là tuyệt. Tớ sẽ cuộn nó vào và ăn nó. Ôi, đau. Xin lỗi, tớ không muốn như thế. Cậu suýt thì giết tớ. Tớ cần phải ăn pizza ngay của cậu. Tớ nghĩ là tớ chia đôi nó rồi. Đó là điều tốt nhất mà. Bây giờ tất cả mọi người đều có đồ ăn. Đúng. Đủ cho tất cả mọi người.